Mới sáng sớm thì cảm ơn em Tiến với anh trai tới bắt một con Sika non. Như vậy là lần lượt thì những em Sika đã được mấy anh em ở gần tới bắt. Mình không có ship nha nè. Còn em này là em đẹp nhất trong bầy nè. Chắc mình sẽ để lại mình làm chủ đề để mình chăm, mình cùng chơi với các anh em. Rồi giờ mình sẽ cân thử xem em này nó bao nhiêu gram nha anh em. Rồi em này 87 gram. Lúc nãy mình để cái hộp lên mình đã bấm về không rồi anh em. Nên là con này chính xác là 87 gram. Lúc nãy khi mà đưa mấy anh em về thì mình thấy con đắt nó bị vướng dây. Đây, cái dây này là dây ngắn anh em, dây vét ngắn nè. Đây là mình đeo cho con đại bàng lai này nha anh em. Con đắt là con đen trên kia kìa. Thì dây vét ngắn này mà cái bàn đậu này lớn á, thì nó sẽ không bị rối. Còn riêng cái con đắt ở trên này, dây vét nó khá là dài, mà cái bàn nó nhỏ thì nó sẽ hay bị vướng vòng qua dây. Và nó sẽ một trong những nguyên nhân gây gãy đuôi nha. Thì bây giờ mình sẽ khắc phục. Đây cũng giống như mình quay một cái vlog trải nghiệm của mình. Có những cái mình cũng học hỏi từ những anh em khác, có những cái cũng tự mình sáng tạo ra. Và đây, cách này thì mình sáng tạo ra nha anh em. Anh em có thể tham khảo cũng được. Mà coi như nếu anh em nào mà thấy hay thì cũng có thể là coi như là hướng dẫn cũng được. Khi mà anh em học hỏi cái gì trên mạng thì anh em cũng biết chọn lọc chứ đúng không? Thấy hay thì mình học, còn không hay thì mình thôi đúng không? Em sẽ canh lên một đoạn em bấm thêm, dùng kìm bấm lỗ anh em. Chúng ta sẽ bấm cao lên, bấm lỗ xong thì chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt cái dây dép. Rồi sau khi mà cắt thì chúng ta có dây dép nó như thế này anh em. Anh em lưu ý là chúng ta chỉ làm lại mấy cái lỗ móc xích, chứ móc chống xoắn. Chúng ta không có cắt dây bớt nha anh em. Thật ra thì dây dép nó không cần quá dài đâu, kể cả chúng ta cắt ngắn bớt cũng bình thường thôi. Ở đây thì em không cắt nha anh em. Sau khi móc cái móc vô thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Thì em thấy là có thể bấm ở trên này một lỗ nữa cũng được. Tại vì sau khi mà bấm xong em thấy dây dép nó vẫn còn khá là dài. Bấm lên đây nè, móc trên này là có thể nó ok hơn nè. Có nhiều anh em mà chọn cách là dùng cái dây rút rút như đoạn này, ví dụ vậy. Nhưng mà mỗi lần đi săn, mỗi lần cắt ra, mỗi lần xích vô lại tốn cái dây rút anh em. Hiện thì con đắt của mình là con chim non lên nha anh em, nên nó cũng ít nhảy lắm luôn. Khi mà nó bị vướng vô thì nó cũng chỉ đứng ở dưới cục gỗ này nè, nó cũng không có nhảy lên mà nhảy đi ra. Nếu mà là một con bổi mà hay nhảy thì chắc cũng te tu hết rồi anh em. Anh em thấy cách của mình hay có thể cho mình một tim và follow kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chào tất cả các anh em nha.